tục thực hiện chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân có buổi làm việc với phường Hòa An, quận Cẩm Lệ về tình hình thực hiện các công tác phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện nay, toàn phường Hòa An có 2 khu vực phong tỏa mềm ra vào kiểm soát nghiêm ngặt và 4 khu vực thực hiện thiết lập cách ly y tế. Lũy kế từ ngày 18 tháng 6 đến 14 giờ ngày 7 tháng 9, toàn phường có 231 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã xuất viện 86 trường hợp. Ủy ban Nhân dân phường thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phát huy vai trò của ban điều hành khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng. Các chính sách hỗ trợ người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của thành phố và chính phủ được phường tích cực thực hiện với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian đến, phường Hòa An tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống dịch, nhất là tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý những trường hợp vi phạm cũng như tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ người dân trên địa bàn.